Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Trong cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì cái việc mà định hình phong cách cá nhân trở thành một cái điều vô cùng quan trọng luôn. Bởi vì nó sẽ giúp cho bản thân của mình nè trở nên hoàn hảo hơn cũng như là tự tin hơn trong cuộc sống. Vậy thì đối với mỗi chúng ta nè thì phong cách cá nhân của mỗi người mình sẽ định hướng như thế nào? Sam là người hỏi, chị Sam trả lời trước đi. Ủa gì kỳ vậy? Thôi để em trả lời luôn cũng được. Tất nhiên làm nghệ thuật á, thì bản thân em luôn muốn mình trải nghiệm nhiều phong cách để cho khán giả cảm giác là mình mới mẻ, là mình có sự thay đổi và biến hóa. Nhưng bản thân mình cũng hiểu rõ là mình sẽ hợp với cái gì nhất. Và các bạn khán giả của mình cũng sẽ yêu bản thân mình ở cái hình ảnh nào nhất. Cái đó là do cái kinh nghiệm mà mình làm lâu thì mình sẽ tự cảm nhận được điều đó. Thì em nhận thấy là cái phong cách cá nhân mà phù hợp với em nhất đó chính là cái hình ảnh nó thanh lịch và nó nhẹ nhàng nữ tính. Thì em sẽ cảm giác là mình tự tin nhất với hình ảnh đó. Kiwi thì sao? Dạ còn em thì em cũng đã có cơ hội trải nghiệm một số phong cách khác nhau, cũng có cá tính, cũng có lady một tí, ngây thơ một tí, thì mỗi thứ em đều có cái sự trải nghiệm. Và em cũng nhận ra là em thích một cái phong cách cũng thanh lịch nè, kín đáo, nhẹ nhàng và thơ thơ. Dạ đúng rồi. Bản thân Harry thì sao ta? Cái tính cách với cái phong cách nó hơi khác. Cái tính cách của Harry thì hơi mạnh mẽ xí và cũng đôi khi hơi quậy, đúng, quậy nhá, rất là quậy nha, mà quậy ngầm nhá, cực kỳ thích mặc đồ cá tính, nhưng mà mặc đồ cá tính thì lại cực kỳ không hợp. Đồ dạng chủ nhật có gai hay là gì đó là gãy liền, không có vô cái mặt của mình. Ở bên Hàn Quốc thì cái hình ảnh của Harry không phải là hình ảnh dễ thương nha, nhiều người nói là ôi cũng là nhìn nó cũng là thi ghé. Đôi khi nha, mình làm cô tê dễ thương này nọ là gia đình mình ai cũng ói hết. Ai cũng ói hết. Rất là sợ hãi nhìn cái hình ảnh nào mà Harry ôi trời ơi vậy là cái chỗ nhìn sợ thiệt. Là nói là trời con mình tại sao lại như vậy. Trong khi đó người ta thì con mình dễ thương thì người ta rất là thích. Còn riêng gia đình mình thì thấy Harry như vậy là người ta chuyển kênh liền là tức. Nhưng không biết tại sao, chắc là do cái mình bước vào trong cái nghề giải trí thì lúc đó là mặt mọc rồi vô tư này nọ. Cho nên khán giả mặc định là Harry thì phù hợp, ngây thơ, trong sáng, dễ thương. Đó là cái định hình phong cách cá nhân của mình trong cái công việc và cuộc sống. Đúng rồi. Riêng đối với anh Nam Trung thì sao ta? Anh không chọn bất kỳ một cái hình ảnh nào làm mẫu cho mình cả. Anh luôn luôn chọn chính bản thân anh. Anh luôn luôn tô đậm những cái thứ mà đáng ra là nó cũng chỉ vừa vừa thôi. Mình cứ thích là mình làm thôi. Bởi vì thật sự một bộ quần áo nó cũng chẳng làm ra vấn đề gì cả. Hay là một cái đường kẻ mắt nước, hay là hôm nay mình đổi hẳn một cái kiểu bên ngoài khác, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến anh nhiều. Cho nên là anh không đóng khung anh vào trong bất kỳ một cái gì cả. Và anh sẽ cố gắng làm nó hợp nhất với anh. Hoặc là anh sẽ cố gắng làm nó dị nhất có thể đối với anh, tùy từng cái cảm xúc của anh ngày hôm đấy như thế nào. Có lẽ là nó cũng phụ thuộc vào cái tính cách. Cái tính cách của em thì lại là một người khá là an toàn, kiểu vậy đó. Cho nên là đôi khi là em cũng giống như anh và giống như Harry, là trong cái suy nghĩ mình luôn muốn làm một cái gì đó nó bứt phá, nó không có an toàn với cái hình ảnh của mình, nhưng bản thân mình lại sợ điều đó. Em được trải nghiệm và được thỏa mãn nó khi mà em được hóa thân vào những cái nhân vật trong phim. Đó là một cái điều mà em rất là thích luôn. Nhưng mà anh ơi, có nhiều cái phong cách đó khi mà em thử xong á, em thấy sai lắm. Giống như chị Harry Won là em lâu lâu em cũng thích cá tính á, xong rồi em cũng thích trang điểm sắc sảo hơn. Nhưng mà làm xong cái xong rồi mọi người cứ nhận xét là nhìn không có ra cái nét của em, nhìn thành là một người khác, hoặc là nhìn mình bị lớn tuổi hơn, bị dữ hơn. Lớn tuổi hơn thì còn đỡ, nhìn gớm mới là sợ. Bản thân Harry nha, là chị đã thử rồi. Mà thật sự là nhìn mình không thể chấp nhận được cái bản thân mình lại xấu đi như vậy luôn. Đúng rồi, rõ ràng là chính bản thân mình á, mình mới hiểu được là cái khuyết điểm của mình ở đâu. Đúng và rồi. Cái ưu điểm của mình ở đâu. Từ đó đó mà mình mới phát huy những cái ưu điểm của mình và che đi những cái khuyết điểm của mình. Thì cái việc mà em nghĩ là định hình phong cách cá nhân á, cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải hiểu bản thân mình trước đã. Anh lại cảm thấy như vậy. Khi mà mình hiểu bản thân mình ở một khoảng thời gian nó dài quá, nó hay bị đem đến một cái cảm giác người ta cứ hay nói là những cái người mà bảo thủ. Cái gì cũng có thể trong một thời gian dài nó sẽ thành một thói quen mà. Mà khi có thói quen nó hình thành thì nó sẽ ra thành lối mòn. Và ở trong cái tư duy làm đẹp mà nó thành lối mòn thì nhiều khi thật sự
anh nhìn thấy anh còn chán. Yeah. Và anh luôn luôn muốn mọi thứ rất là mới mẻ. Mới mẻ. Yeah. Nên anh nghĩ là với ba đứa em đừng có sợ. Dạ. Yeah. Mình vẫn cứ phải thử để xem một lần thì sao, hai đúng lần rồi thì sao. Yeah. Bởi vì nhiều khi á, cái người mà người ta đưa ra cái nhận xét á chính là cái người mà họ lại không muốn thay đổi. Yeah. Và nếu như mình cứ mãi mãi không muốn thay đổi, mình cứ ở đó, chương trình nào mình cũng xuất hiện trong những cái bộ trang phục nó na ná như vậy, xong cách trang điểm cũng như vậy, cách làm tóc cũng như vậy, rồi cách dẫn chuyện nó cũng như vậy, thì dần dần nó rất là chán. Dạ, yeah, nó không có gì mới mẻ hết. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái lời khuyên dành cho chính bản thân em luôn á. Ngày mai em tẩy tóc như chị luôn đi. Làm hết luôn đi, cắt tóc ngắn luôn chị. Đúng rồi, có một cái điều mà em rất là thích từ hồi xưa tới giờ mà em không bao giờ dám làm, đó là cắt tóc ngắn. Tại vì em rất là an toàn luôn và em cũng hơi truyền thống. Này, hay là hôm nào số nào mình lôi Sam ra mình làm đi. Được chứ anh, thiệt chứ. Cắt tóc em à? Không biết có số nào á em có thể dẫn dắt, xong rồi cái mời nhân vật đặc biệt chị Sam bước ra. Bé nó vừa vô như vậy mà nó giật xô của em rồi. Anh thấy nó chưa cẩn thận thôi. Em chỉ là giúp chị Sam cái số đó thôi. Chị cảm ơn chân thành của em nha. Hồi nãy á, em nhớ là chị Harry có nói á, là cái tính cách của chị Harry á, thì giống như là quậy ngầm. Đúng đó rồi. Và cũng rất là cá tính. Nhưng mà ở bên ngoài thì mình cũng nhận thấy là mình không có hợp với cái kiểu mà make up mà nó cá tính hay nó mạnh mẽ lắm. Nhưng mà em thấy là ngày hôm nay á, với cái quyết định mà tẩy tóc của chị là một cái quyết định rất là sáng suốt luôn. Nha, yeah. Cái này là chưa bao giờ làm luôn. Mình nghĩ là ô, mình làm vậy thì nó nhìn ghê lắm, chắc không có được đâu. Nhưng mà làm vậy sao mình sao nghĩ là ê, làm muốn làm gì thì trước 40 mình phải làm chứ. Đúng mà rồi. Sau 40 thì muốn tẩy tóc cũng đâu có được đâu. Ờ, em sợ không phù hợp. Anh thì lại rất là hợp. Em sợ là tại vì trước em chưa bao giờ làm. Xong á em mới làm thử thì ê, nó có những cái cũng có hay ho riêng và nó hình ảnh nó rất là mới. Và làm tóc như vậy xong rồi tự nhiên mặc đồ hở lại cũng hơi thấy vui nữa. Ê, vậy là trước giờ mình cũng chưa bao giờ thử những cái hình ảnh mà hơi quyến rũ một chút xíu. Thì mình cũng làm thử thì thấy ô, cũng vô, cũng không tới nổi. Cho nên thật ra thì comment cũng nhiều người nói là hả, dạo này Harry hư quá. Ôi, tôi lớn rồi tôi có quyền hư mà mọi người. Yeah. Thì em dạo này em vẫn là mặc đồ hơi hở chút xíu so với hồi trước. Cũng làm thử thì thấy em thấy hợp thì em vẫn làm. Tất cả những đóng góp đều rất là hữu ích. Ủa cái gì mà cắn vậy? Tự nhiên căng quá. Anh thì anh nghĩ như vậy này. Tất cả những nhận xét đều là hữu ích. Dạ. Yeah. Và nó sẽ thật sự hữu ích khi mình biết rằng những cái nhận xét đó, nhận xét nào là nhận xét nó sẽ phù hợp với mình. Ừ, dạ. Những nhận xét nào là nhận xét nó dành cho người ta. Dạ. Yeah. Anh sẽ cảm ơn tất cả những cái lời nhận xét đối với anh. Nhưng khi anh thấy rằng là cái nhận xét mà người ta bảo anh là mặc cái đấy rồi thế này rồi thế nọ rồi thế kia, thì anh nghĩ rằng là đấy là họ đang nhận xét cho họ. Đúng rồi. Chứ họ không nhận xét cho mình. Dạ 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 dạ. Cho nên em thấy có những cái nhận xét mà đúng á, em cũng kiểu như cố gắng muốn làm sao cho nó thay đổi bản thân, cải thiện hơn. Còn những cái gì mà em cảm thấy ủa cái này là dành cho mọi người muốn tôi như vậy, nhưng mà thực ra thì tôi thấy cái điều đó tôi không có đúng với tôi. Mà tôi không có tổn hại gì ai hết đúng không? Nó cũng em mặc cái đồ đó cũng không có tổn, không có hại ai gì cả. Và em cảm thấy nó là cái thể hiện cái cá tính của em. Giống như với cả Kiwi đi. Ví dụ như là những cái người mà thích em và theo dõi em, họ thích cái hình ảnh truyền thống như của em chẳng hạn, thì khi mà em làm một cái gì đấy nó phá cách thì ngay lập tức em sẽ ghê liền. Còn thường thì anh thấy là khi mà đã có một cái lượng yêu thích nhất định thì những cái fan mà đi theo mình lâu á, họ sẽ chỉ thích tụi em như vậy thôi. Dạ. Tụi em có thay đổi nhiều khi á, chỉ là bấm cặp lông mi của em trải cho nó thật dày để cho nó nhìn nó thú vị hơn, người ta cũng không thích. Dạ. Người ta sẽ chỉ thích mãi mãi em là em thôi. Dạ. Cho nên là cái cách để mà thay đổi cái hình ảnh của mình đi, hoặc là để cho mình lựa chọn một cái gì đó, nhiều khi mình cũng phải cho họ thời gian nữa. Dạ. Dạ, đúng rồi. Chị hôm nay ở đây có cắt tóc, nhuộm tóc gì luôn không chị? Chương trình mình chưa có đầu tư tới cái khoản đó. Ê vậy hả? Bé này biết tận dụng ghê á. Ủa nhưng mà ngày hôm nay á, có một cái là chị muốn thắc mắc á, là chị thấy là cái lớp make up á của em á rất là mỏng với mịn. Bình thường em sẽ đánh nền bằng gì? Em sẽ có hai loại, một là foundation và hai là cushion. Dạ. Thì sẽ tùy tính chất công việc và em sẽ sử dụng. Đấy. Đây. Chị Harry có liền. Cái này là dạng phấn tươi đúng không chị? Phấn nền lạnh. Tại vì á, da mình nó càng nóng 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 thì cái lỗ chân lông, nó càng to. Còn cái này thì nó xe kích lại, cho nên nó mình cái cảm giác của da của mình nó sẽ cảm giác là lúc nào cũng cảm thấy là
nó mát mẻ và nó không có cái cảm giác là nở. Cái này em nghĩ là rất là phù hợp với lại không khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Ôi ôi, nóng nóng một chút xíu, đặc biệt là vào mùa hè. Đúng rồi. Và với những cái dạng nền á, mà như thế này á, để giúp cho chúng ta đánh cái lớp nền nó nhanh hơn, nó gọn hơn. Dạ. Nói chung là đi đâu mà nhanh nhanh tiện tiện đó, mà không có búp được anh Nam Trung make up đó. Trời ơi. Chọc cái này lên, đỡ đỡ được cái phần mà mình đánh nền. Đúng rồi, đánh nền cũng nhanh, mà đi ra ngoài mình sửa dặm cũng rất là nhanh. Khi mà mình tháo ra cái khẩu trang xong rồi Đúng rồi. Y như là mới make up. Công nhận là thời đại của mình ngày càng phát triển, thì cái nền công nghiệp mỹ phẩm của mình ngày một hiện đại hơn. Và rất là nhiều những sản phẩm mới ra đời, nó có rất là nhiều những cái công dụng mới và những cái cải tiến mới, đúng không? Dạ. Mà gọi là em theo không kịp luôn, mà càng theo càng tốn tiền nha. Tốn tiền nhưng mà đẹp thì cần tốn tiền và cần thời gian. Dạ. Hay cái này phải có. Dạ. Mà sợ nhất là tốn tiền mà không đẹp, còn này tốn tiền đẹp nên có động lực để kiếm tiền chị. Đúng. Để kiếm tiền chị. Đúng. Đúng nha. Hay thì chỉ có tiêu tiền hai cái khoản. Đó là hai đi không có dính tới đồ hiệu. Đồ hiệu là chồng chị. Hai đi lấy tiền của xài á, ăn uống là bắt buộc xài. Da. Liên quan tới da là hai đi chi tiền hơi bị nhiều á. Chăm sóc da, spa hoặc là mình bán laser hoặc là những cái mỹ phẩm hoặc là những cái đồ make up là Harry xài tiền hơi bị nhiều. Nhưng mà không biết sao mình chi tiền cho những cái khoản khác thì mình cảm thấy là nó hơi tiếc tiền nha. Mỗi lần chi tiền là mình cũng phải suy nghĩ là ôi mình có nên mua hay không, nhưng mà liên quan tới hai cái đó là xài bấy nhiêu không bao giờ cảm thấy tiếc tiền. Rồi em nghĩ là phải đáng đầu tư chứ chị. Và quay trở lại với cái câu chuyện mà hồi nãy á, Kiwi có mang đến cho chương trình của chúng ta là Kiwi muốn thay đổi cho mình một cái diện mạo nó sẽ mới mẻ hơn một chút xíu. Vậy chị có thể hỏi là Kiwi mong muốn cái hình ảnh của mình sẽ thay đổi như thế nào không? Dạ, em vẫn muốn giữ lại cái sự thanh lịch mà là cái hình ảnh mà em muốn hướng tới. Nhưng mà nó sẽ sắc sảo hơn. Là nhìn vào thì mọi người sẽ cảm thấy wow. Em hoàn toàn có thể rất là phù hợp để thay đổi bất kỳ cái gì em muốn. Dạ. Nhưng vấn đề là em phải dành cái thời gian để em thuyết phục những người theo dõi em, những người yêu thương em, bằng cách là mỗi một ngày thay đổi một tí từ từ thôi. Dạ. Và với cái chia sẻ và mong muốn của Kiwi vừa rồi thì Sam tin chắc rằng là lát nữa Kiwi cũng sẽ hài lòng về cái bàn tay biến hóa của anh Nam Trung. Em rất là đặt niềm tin vô anh Nam Trung nha. Trời ơi, áp lực quá. Và trước khi đến với phần biến hóa đó thì quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy cùng đến với phần bí quyết làm đẹp nhé. We'll be right back.